Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà đất Kiên Giang. Trước mặt quý vị và các bạn chính là ba căn nhà mới vừa hoàn thiện. Ba căn nhà này tọa lạc tại vị trí hẻm 57 đường Trương Định thuộc phường An Bình, thành phố Rạch Giá. Con hẻm chiếc nhà rộng 4 mét. Hẻm này thì xe ô tô có thể vào được đến tận nhà rất là thoải mái. Và đặc biệt hẻm 57 là một con hẻm ngắn thưa quý vị. Một con hẻm với độ khoảng hơn 200 mét thôi. Và con hẻm này thì cũng nằm sát với vị trí của đường Trương Định, cho nên chúng ta có thể nói là thuận tiện về mặt giao thông. Cả ba căn nhà đều có hướng chính là hướng Đông Bắc và đều được xây dựng trên một nền đất có diện tích ngang 4,6m và dài 22,7m, thổ cư 100%. Giá bán của mỗi căn là 1 tỷ 650 triệu đồng, có thương lượng. Và tất nhiên, bên Nhà đất Kiên Giang sẽ sẵn sàng hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những quý vị nào có nhu cầu vay vốn. Do cả ba căn nhà đều được thiết kế như nhau và đều cùng một cái diện tích đất, cho nên mình sẽ quay một căn để cho quý vị tiện theo dõi và tránh làm mất thời giờ của quý vị. Đây là căn nhà mà mình sẽ chọn quay làm mẫu. Chúng ta sẽ có sân trước rộng 3m, được rào chắn kiên cố với hệ thống tường rào bê tông cốt thép kết hợp với phần cổng sắt. Và căn nhà cũng được thiết kế nền nhà cao hơn so với vị trí mặt hẻm hiện tại. Sân cũng được lát gạch nhám, vừa sang trọng vừa đảm bảo an toàn chống trơn trượt vào mùa mưa. Đây chính là phần mặt trước của căn nhà. Chúng ta sẽ có hệ cửa sử dụng chất liệu nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực. Mặt trước cũng được ốp một lớp gạch để trang trí và tạo điểm nhấn. Nhìn chung thì đây là một cái khoảng sân rộng 3m, thích hợp để chúng ta đậu được nhiều xe máy và có thể để thêm một số chậu cây, tăng thêm cái mảng xanh cho căn nhà. Tiếp đó chúng ta sẽ có một căn phòng khách với độ rộng 3,5m. Nhìn chung là cũng vừa đủ dùng cho một căn nhà phố hiện đại tọa lạc ngay tại khu vực trung tâm của thành phố. Căn nhà cũng nằm gần với khu vực khu đô thị Phú Cường và bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, cho nên chúng ta sẽ thuận tiện về mặt giao thông. Bên cạnh đó thì cũng gần chợ, gần trường học và các cơ quan hành chính. Căn nhà có phần gạch nền sử dụng chất liệu gạch đá bóng kiến và toàn bộ hai trần sử dụng chất liệu thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Bên phải phòng khách sẽ là hành lang dẫn ra khu vực phía sau nhà. Và căn nhà có một cái lợi thế là có đến 3 phòng ngủ, cho nên rất thích hợp với những gia đình nào có đông thành viên. Và đây chính là căn phòng ngủ đầu tiên. Chúng ta sẽ có cửa nhôm sinh pha kính mờ. Bên trong là một khoảng không gian rộng khoảng 9m2, với chiều ngang là 2m7 và chiều dài là khoảng 3m2. Tương tự, chúng ta sẽ có căn phòng ngủ thứ hai được bố trí ở ngay bên cạnh căn phòng ngủ đầu tiên. Và những căn phòng ngủ đều được đấu nối sẵn đường ống để chúng ta có thể lắp đặt máy lạnh một cách nhanh chóng. Và nằm ở bên cạnh căn phòng ngủ thứ hai sẽ là căn phòng ngủ thứ ba. Căn phòng ngủ thứ ba là căn phòng ngủ rộng rãi hơn với không gian 10m2, chiều ngang lúc này sẽ là 3m và chiều dài sẽ là 3m2. Và đây là căn phòng master, cho nên sẽ được trang bị phòng vệ sinh bên trong. Đó chính là căn phòng vệ sinh được trang bị trong phòng master với không gian rộng rãi thoải mái và được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết. Và nằm ở bên cạnh căn phòng bếp, chúng ta sẽ có một căn phòng vệ sinh thứ hai. Đây là căn phòng vệ sinh dùng chung, được thiết kế với không gian cũng rộng rãi thoải mái, ống gạch phun tường và cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết. Tiếp đó, chúng ta sẽ có một căn phòng bếp được thiết kế bằng với độ rộng của căn phòng khách và trang bị sẵn hệ thống kệ bếp, tủ bếp với chất liệu gỗ sang trọng. Chúng ta sẽ có mặt bếp đá hoa cương, phần tiếp giáp cũng được ốp kính cường lực rất là sạch sẽ. Và ngay tại vị trí bệ rửa, chúng ta sẽ có một hệ cửa sổ để có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Phía trên trần của phòng bếp cũng được lắp thạch cao dạng giật cấp, gắn đèn hắt bên trong kết hợp với hệ thống đèn led chiếu sáng bên ngoài. Và sau cùng, chúng ta sẽ có một cánh cửa hậu. Cánh cửa này sẽ dẫn quý vị ra một cái khoảng sân sau. Khoảng sân này có độ rộng khoảng 1m7 và được rào chắn kiên cố với hệ thống tường rào bê tông cốt thép. Quý vị có thể lắp thêm phần mái che phía trên để chúng ta che nắng che mưa và có thể biến ra đây thành một cái nơi giặt phơi quần áo hoặc là chùi rửa đồ đạc, rất là tuyệt vời luôn. Như vậy là mình đã vừa dẫn quý vị và các bạn đi tham quan một vòng một trong ba căn nhà mới vừa hoàn thiện tọa lạc tại vị trí hẻm 57 đường Trương Định thuộc phường An Bình, thành phố Rạch Giá. Một con hẻm rộng rãi 4m, xe ô tô vào được đến tận nhà và là một con hẻm cục, đặc biệt là có độ dài rất là ngắn, chỉ khoảng hơn 200m thôi, gần với vị trí mặt tiền đường chính Trương Định, cho nên có thể nói là cực kỳ thuận tiện về mặt giao thông. Bên cạnh đó thì căn nhà cũng nằm gần với khu vực khu đô thị Phú Cường và bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Căn nhà có hướng chính là hướng Đông Bắc và được xây dựng trên một nền đất
có diện tích ngang 4,6m, dài 22,7m, thổ cư 100%, với kết cấu 3 phòng ngủ, cho nên cực kỳ thích hợp với những gia đình nào có đông thành viên. Và hiện tại, mỗi căn đang được chào bán với mức giá là 1 tỷ 650 triệu đồng, có thương lượng và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những quý vị nào có nhu cầu vay vốn. Nếu quý vị nào quan tâm đến căn nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại xuất hiện trong video clip này nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.